Tiến Bình Dương chào anh em nhá. Đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ thì lại có một ban của anh em thợ máy nhờ giúp đỡ. Thì bây giờ mời anh em ra cửa hàng mình xem xe bị bệnh gì nhá. Mời anh em đến giao lưu. Là anh em ơi, mời nhau vào đây hết nào. Lại xem ca này ca gì nào. Rồi, con này là con xe gì đây? Ca này là ca mới này, con này là con Ablet. Ablet 2013 đang trong tình trạng bị sao anh nhỉ? Anh Trang? Không có điện. Đề không có điện nhưng mà đạp nổ. Đạp nổ, đề không nổ. Rồi ok. Xe lỗi lầm gì không? Anh ở nhà anh làm hết cái gì? Lại làm những cái gì rồi? Rồi đang báo lỗi năm 2 và anh đã làm hết rồi. Rồi anh Trang, anh mở khóa lên coi. Mở khóa lên coi xem tình hình lỗi nào. Theo quy trình anh em nhớ nhá, một người thợ làm thì đúng là phải làm đúng từ cái căn bản làm lên. Đầu tiên một cái xe vào thì các anh phải coi lỗi xem tình trạng sao đã, hiểu không? Rồi xe này trong tình trạng báo lỗi. Rồi đâu có lỗi đâu, không có lỗi nè. Đề nó hiện lỗi mà. Ok rồi anh bấm đề đây, bấm đề. Rồi xe không nổ, bấm đề đi, cứ bấm đề đi. Rồi ok, xe bấm đề. Đi thì không có lỗi. Anh em đọc được rồi đúng không? Đạp thì không có lỗi, thế mà đề lỗi. Rồi báo lỗi này. Vậy thì bây giờ là anh đạp máy xe vẫn nổ được ạ? À? Đạp máy vẫn nổ được. Rồi tắt khóa đi mở lại coi. Rồi đạp máy coi, đạp coi cho nó nổ coi. Rồi ok. Đó, đạp thì nổ, đề không nổ. Đấy, và báo lỗi mà để nổ nổ được. Anh chạy thì bình thường không? Chạy bình thường. Chạy bình thường luôn. Không có không lỗi gì. Không hụt, không biết. Không có bất cứ điện mà cũng không báo lỗi luôn. Không báo lỗi, không hụt, không gì hết. Rồi ok. Ca này khó nha mọi người. Rồi tắt khóa. Rồi thì với cái ca bệnh này thì theo phân tích của lý thuyết thì anh em hình dung như sau này. Theo phân tích của lý thuyết thì xe khởi động được và báo lỗi 52, mất lửa cao áp thì đó là nó đang bị một trong bốn dây tín hiệu CKB ở dưới này. Thì nói đúng hơn thì nó là dây xanh biển sọc vàng nha. Đó, dây tín hiệu của thằng này đang có vấn đề. Rồi vậy thì bây giờ để chắc ăn thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem có bị hay không. Thì ở đây anh này đã đi dây rời rất bài bản rồi. Đúng rồi, đúng phương pháp rồi. Rồi bây giờ chúng ta bên vô lăng ở bên kia tháo ấy chứ. Bên lốc nổi tháo chưa? Chưa. Tháo cái ấy ra để quay vô lăng. Đang lốc lục giác ấy. Ừ. Không đạp. Mình phải làm đúng nguyên bản, đúng quy trình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn đồng hồ đo vôn nhá. Chọn đồng hồ đo vôn. Cho nên mình nói anh em rồi, nhiều anh em là đừng ỷ y mà mua mấy cái thiết bị để giả lập tín hiệu CKB để chúng ta tìm kiểm tra CKB là không đúng bài đâu nha. Những cái ban bệnh thế này mà các bạn đưa cái bộ kiểm tra CKB ra thì vẫn bị nhầm lẫn nha. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra đúng quy củ này. Chúng ta sẽ chọn đồng hồ thang đo nguồn vôn. Rồi cầm cho anh này. Chúng ta đo với dây tín hiệu. Đo dây tín hiệu với mát. Rồi đưa đồng hồ đây. Rồi sau đó chúng ta để mở khóa lên nha. Mở khóa lên. Chúng ta mở khóa thì lúc này sẽ là đồng hồ đang báo là 0V. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay vô lăng. Cầm xa xa ra. Mở cái lốc nồi ra chúng ta quay vô lăng. Thì theo tiêu chuẩn ở để một con CKB đạt được tốt thì chúng ta quay vô lăng. Điện áp của CKB chuẩn zin thì nó phải thay đổi từ 0 đến 9V là một con CKB ok. Còn nếu chúng ta quay mà tín hiệu của CKB dưới 9V thì tức là con CKB có vấn đề. Ha. Ra chưa anh em ơi? Anh em chịu khó chờ tí nhá, đang tháo bên lốc nồi. Anh em chia sẻ mạnh video lên để mọi người cùng vào xem nào. Chiều chủ nhật chúc anh em kiếm nhiều lúa. Đúng rồi, xe thợ em ạ, xe của anh em thợ nhờ giúp. Nếu ban bệnh này thì đúng lý thuyết là chúng ta sẽ xử lý con CKB đấy anh em ạ. Nha. Nhưng mà con này là rất bệnh hơi lạ đấy nên chúng ta sẽ kiểm tra từng giai đoạn một. Tí nữa thôi. Có kiểm chưa? Như vậy thì lấy ở nhà anh tháo cái gì? Tháo gì đâu.
chưa tháo thì phải đo, chưa thời gian mới đo. Thế thì làm sao chính xác được? Khách đông nó khổ vậy đấy anh. Anh phải làm khách nó đi bớt đi, như anh phải làm khách nó đi bớt đi, giống như em hồi sáng em la cho em chửi khách luôn đó. Đi sửa xe là khách mà khách cứ sợ tốn tiền. Thế trưởng thành gặp ban bệnh này trên Vision, thế trưởng thành xử lý làm sao? Anh em chờ tí nhá, đang tháo ấy, đang tháo cái bên lốc nồi để quay vô lăng. Ra chưa? Facebook ấy. Trên trực tiếp Facebook mà. Mọi người chờ tí nha, để tháo lốc nồi xong rồi bắt đầu test. Xe này là do khách họ gắn inox nhiều quá nên là tháo inox hơi lâu. Trưởng Thành ơi, em nói sai rồi em ạ. Chết mạch đề thì xe không khởi động được em. Đây đề được mà em. Lấy cái T8 xịn em. Anh em nhớ đấy, cứ theo nguyên tắc. Những anh em nào đã học bên tuyến Bình Dương rồi thì anh em cứ nhớ theo nguyên tắc, làm cái cơ bản trước, làm việc dễ trước, việc khó làm sau nhá. Chứ anh em đừng có tập trung vào những cái chuyên sâu làm gì. Tập trung vào những cái chuyên sâu quá là anh em sẽ bị tàu hỏa nhập ma ngay. Mà cái giống tàu hỏa nhập ma thì anh em biết rồi đấy. Đầu dù tóc rối. Ra chưa? Còn khoan gì nhất nữa. Được. Tháo xuống rồi dạ. Xe này đề tốt mà trưởng thành. Đề mạnh luôn. Xe này là của một anh em thợ mọi người ạ, của anh thợ. Anh thợ cũng bận quá, đông việc quá, anh kiểm tra chưa kỹ nên chúng ta phải kiểm tra lại theo đúng bài bản, đúng quy trình thì chúng ta mới xác định được là nó bị ở đâu. Chứ cái này mà gặp nhiều bác thợ mà nhiều tiền là thay IC, thay mâm điện hết rồi. Còn cái này anh em mình không có tiền nên là anh em mình phải làm theo đúng bài bản. Để giỏi được thì chúng ta phải ôn bài nha, phải ôn bài. Đây là cái điều tả. Mọi người chờ chút nhá. Chờ tí đi, cái lốc nồi đang bị kẹt. Chờ tí nhá mọi người. Ôi trời, trời anh ơi. Ba con đấy, sợ trượt. Đúng 6 đây là 5. Ba con này từ đấy tháo ra rồi đúng không? Rồi đây tôi kiểm tra thì có một cái vấn đề nó hơi bị sai tí chỗ này. Lấy ở nhà anh kiểm tra cái ấy chưa? Anh kiểm tra cái nguồn từ ECM cấp qua chưa? Ý là nguồn này này, cái nguồn. Rồi ok, cái nguồn mà của dây xanh biển sọc vàng khi ta mở khóa ECM cấp xuống, cái nguồn của nó là 8V39. Thì đúng ra cái này thì nó hơi thấp một xíu, nhưng mà khả năng thì nó không đáng kể.
Rồi tiêu chuẩn bằng nhau là được. Nó có thấp, tiêu chuẩn có thấp nhưng mà nó bằng nhau là ok ha. À, khi mà chúng ta đo nguồn thì nó dao động khoảng 9V. 9V là đẹp. Thôi ra rồi, sướng luôn. Lấy cái kéo, lấy cái kéo. Lấy kéo. Này nó làm máy lần rồi. À làm máy rồi à. Lấy cái đi, quay quay vô lăng đi anh em. Để cái đầu tiệt lửng á. Đây anh em nhé, à, khi mà chúng ta đo dây tín hiệu của CKB từ dưới CKB lên à, đo với dây ECM có nghĩa là chúng ta trích dây chúng ta đo như thế này, đo ra mát. Đấy, thì nếu lúc này vôn của nó là 8V thì chút nữa chúng ta quay vô lăng điện áp phải thay đổi về 0 thì mới là một con CKB tốt nha. Quay thay ạ. Quay đi. Quay nhẹ thôi, quay nhẹ thôi, đừng quay mạnh, quay nhẹ thôi, quay nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Quay đi. Rồi không vô rồi quay đi. Rồi ok. Đó, thì như vậy là một cái tín hiệu của con CKB nó đang gửi về được ha. Rồi. À rồi em bấm đè đi em. Bấm đè. Gạt trống lên, tắt khóa đi mở lại bật. Tắt khóa đi mở lại. Rồi bấm đè. Rồi ok. Đó thì các bạn thấy không? À, chúng ta đè thì nó không đạt đủ tiêu chuẩn. Đè lại coi. Đó, không đạt tiêu chuẩn. Rồi. Không đạt tiêu chuẩn. Rồi mở CKB đi em, mở CKB đi. Cho nên lúc này chúng ta cần phải tháo dàn mâm điện ra nhá. Để không báo hư CKB đấy. Ừ, cứ mở đi, cứ làm đi. Phải đúng quy trình kiểm tra xong mới thay chứ, chưa chi nhảy vào thay em. Hiện tượng của nó là đè không nổ, đạp nổ nha các bạn. Có báo lỗi em ạ. À. Có đè được nhưng mà không nổ chứ không phải là không đè. Alo. Alo. Ừ em nghe này. Ừ. Ừ. Xe Viva hả? Nhưng mà có báo lỗi không? Không báo lỗi. Nếu vậy thì kiểm tra cái coi, nếu vậy kiểm tra cái ấy coi, cái nguồn vào ấy coi, kiểm tra cái nguồn vào cái gì kiểm tra cái áp xăng có đủ không, rồi kiểm tra xem tình trạng buji có thiếu xăng không. Áp nổ không liên quan, chủ yếu là áp xăng á, xem là được bao nhiêu. Xem áp xăng được bao nhiêu. Tháo lọc chưa? Ừ, à không nước vào. Bây giờ tóm lại như này, bây giờ anh để ý này, nếu mà lên ga mà chết máy, anh kiểm tra tới điện áp TP chưa? Tại vì Tuviva thì không dùng bằng máy được, nên là anh kiểm tra điện áp TP bằng đồng hồ đi nha, xem lên đều không nha. Ừ, kiểm tra coi.
mắt này, mắt tào nào rồi. Mắt tào nào rồi. Nó cái chạy đến nó báo cả lên cái nhiệt độ mà nó còn đèn vàng đèn đỏ có báo luôn mà. Xe này nổ nhiều làm hết. Làm hết nguyên con mà nó không hãng luôn đấy. Nó bảo là không hãng luôn đấy. Mới trước đệ cũng làm một cái này nhưng mà nó bị gì đấy. Hôm mấy sư cũng biết làm sao là nó đè nó nặng không? Nó bị hư cục bơm rất mát luôn này. Nó bị hết nhớt đấy. Nên là nó mới cứng cây tháo này ra phát là đè ra là được nổ luôn. Nó bảo cái hết đè. Nó bị cục này nó bị kẹt vào đạn. Rồi cứ rút vô lăng à, cả vô lăng. Không, mà lại chỗ cụ đấy. Là cuối cùng cái sau tháo cái đà để phát được một tổ. À, rồi biết rồi. Mang hành tài nào cũng không được. Hành tài mài ngược. Mài ngược cái đằng lúc mình không mài, nhưng mà cái đằng mài trong người ấy đấy. Thay bằng đạn thay ấy. Thay là bằng máy lần nó nhìn nó ôi giời ơi, ai mài ngược này. Nó mài phát về đã phát được luôn. Mà lúc đi nặng rồi là có hình kim kéo như đóng lỏng ấy. Cái bướm bắt đàn mẹ nó kẹt cái bắt đàn đó không? Nó làm nổ được đâu mà biết được. À. Khi nó đi nút B. À. Có nghĩa là lúc nó đang vào hãng tháo banh chảnh hết rồi, về mình đáp. Mà chưa từng làm cái xe này là máy lần nào mà hãng tháo banh chảnh này rồi. Lúc đáp cũng chua phết đấy. Từ lấy cái cày ra. Lấy lúc đi nào nhá, để lúc đi ra đã. Nó không quá nó được. Các bạn lúc đi này cạo lâu lắm. Đứa em bị dân rồi, nó hiểu không? Giờ khổ nào rồi. Cho nó vô. Giờ là khổ nào. Cút đồ cái đầu trên. Bẻ đầu trên cái xù ra đây. Nó vào được đâu, bắn tạo. Đâu này, nó vào được, nó có vào đâu. Đây này, đang phải cạo này rồi. Cạo bừa. Cái này là không vừa đúng không này. Tao thử. Zin thì bao nhiêu mà nô bao nhiêu chứ? Zin hàng theo xe. Zin hàng theo xe 800 ngàn. Để vô lăng cuộn điện luôn. Để thử xong rồi báo khách thì khách cho đấy thì mình đâu quyết định cái được. Ừ. Về em thay luôn cái củ đề hoặc là thay than đề đi nhá. Xe đó vào trong hãng làm người ta vứt luôn cái van garanti luôn. Hả? Anh phát trực tiếp, ừ. Ồ, ok. Trong hãng. Quay video đang ở YouTube chứ. Trong hãng đấy. Tại vì anh em thợ nó yêu mến mình thì mình phải trực tiếp cho anh em nó coi chứ. Nói chung là cũng chỉ trực tiếp được cuối tuần thôi. Chứ tuần, trong tuần thì bận lắm. Nhà bận lắm. Nhà bao việc. Đây này, cái máy lần trước của em đây này, nút cái đầu này luôn này. Thay thêm cái đề. Đó, 4 van. Chứ không là nó đi lại mạng bắt đèn nữa đấy. Là trước để thay lâu lắm, mất cái này mấy năm thay cục cày rồi. Ở đấy vẫn chưa ấy mấy. Máy này cục máy gì đấy? Attila. Thế bữa cái đầu lòng nó luôn, đầu lòng. Đầu kia là Excel. Excel 4 van. Thì giờ gác vào máy đưa riêng thằng kia nó gác tải thật. Mấy anh này đang hỏi là ông sao không thảo bắn súng cho lẹ lên. Sợ bắn ồn anh em không nghe được mà. Bữa nay không chạy ban đêm. Nhật. Để mai mốt làm cái kỳ là được anh ạ. Để chưa sửa xe là được. Con
có nữa. Còn có lục giác 5 dưới CKB nữa. Không nổi, đang nổi. Bầm dây, đi bầm dây. Đủ xe của thần chiếc chiều trào, khớp mật anh em mình buổi tối đấy. Anh ơi, ở đây còn nhận lý nào không anh? Em về làm. Lúc nào cũng nhận hết anh. Dạ. Lúc nào cũng nhận hết. Cho em về làm ấy. Anh cứ về đây. Hả? Anh cứ về đây. Ở đây em mới biết sơ sơ thôi. Ở đây không ai giỏi hết. Đấy, đi chắc. Không, để đợi xe. Đưa kéo anh, đánh mẹ kéo. Anh nhận ngày mai em về làm luôn. Chẳng cái gì? Em đây, em đang thất nghiệp. Xem còn. Mày. Lấy đầu vít đấy. CKB trên xe là zin em ơi. Nãy hả? Bạn đâu được, được ngon cái đồ ra đây. Trước đây chưa dài rảnh chơi cá cụp này thì nó dễ đỡ cá cụp này luôn vào phát chắc ăn luôn nó tổng cục ngoài á tháo rồi kỳ hết ngoài thừa luôn hả mua hẳn cả bồ luôn này đỉnh thắt vào luôn. Đấy là dành cho mấy ông có tiền thôi, mấy thằng không tiền. Nó còn làm nhanh mà, làm nhanh mấy cầu. Mấy thằng không tiền là phải học làm bài bản đàng hoàng nhé. Mấy năm trước rồi. Không, mình làm mình thử cho thôi, mình xác định hiểu biết cho mình về sao cũng được. Kéo e lên rồi. Đúng hôm đại hỏa cái sần đấy nó một thay luôn có thay luôn cho em ấy mà cái đấy cuối cùng không phải là không phải là đứt dây vàng xanh biển đấy cứ đang đi tắt máy là cái này lắp lên xanh biển sọc vàng xanh biển sọc vàng đấy tám môn rồi tám môn Quốc Hào 52 Quốc Hào ơi Quốc Hào 52 Quốc Hào nhiều anh em mà giáp này hay bị sai chỗ này lắm á. Ừ.
lâu đời nó phải chư thôi. Cái này giờ cắt cắt rác đưa qua cho thấy. Đây cắt đó. Cắt sâu sâu rồi. Đấy như họ cắt sẵn rồi nhé. Nhưng cắt này ra được. Dây này ngắn rồi. Rút đó. Đầu dây trước đi anh. Để đầu dây trước thì gắn khó nối. Đây ông Ken. Dây này vẫn đúng màu phải không? Đúng rồi, một thứ. Đốt nó quẹt lại. Hai xe đều cái cục này rồi. Hôm rồi cái bê tích nữa tôi nhận phần xe trước rồi. Cũng đi nút bê như thế nữa. Phần này làm để không được phát. Mà nó đè phát nó chào. Nếu bì cái đó nút bê nó chắc luôn. Mà đè nó chào, vào. Chào hết cả nước mắt ra ngoài. Nó nút đè là xong đè nó cứ chảy nước mắt ra ngoài. Hồi lại tháo ra mang đi làm tiếp. Làm phát về phát một được. Ok ngay. Mở ra cho nó rỉ xe ta biết rồi. Không, thằng này nó không bị ấy như thằng mấy thằng Yamaha đâu. Yamaha nó mới bệnh. Thằng này nó không bệnh mấy đâu. Nói lại cho mọi người biết ban bệnh của xe này nhá. Đạp thì nổ nhá, mà đè thì không nổ, báo lỗi 52 nhá. Mà đạp máy nổ lên thì lại không báo lỗi 52 nhá. Ca này một đôi khi là cũng khoai đấy, không phải đơn giản đâu. Ơi. Lại đau răng à? Mọi người chia sẻ video chưa? Hai anh em đang thịt gà. Xong chưa? Xong chưa? Điện cho lời khách đấy đi. Hai người nấu cùng được. Đâu đúng dây nha em. Nó cần thiết phải hàn chỉ không? Không cần rồi. Thử mà cho anh thử trước cái xong anh báo giá khách đi đã. Họ làm cái nào đã? Nếu mà cục lô thì phải cần chơi luôn được chứ còn. Thì tùy. Hàng zin thì khác mà hàng lô thì khác. Báo giá khách trước đi. Nhưng mà hàng lô này thì nó xài có ok không? Nói chung hên xui, đồ chơi mà. Hàng kia thì nó đồ điện mà. Hàng kia xài đó. Hàng zin thì chuẩn hơn. CKB là không nên xài lô nhưng mà để thử thôi. À, chung là đồ sáu đấy ha. Thử một thùng này tháo ra. Chung đồ đi, một chút đồ sáu. Cứ thử đi, thử cho ngon đi đã, rồi báo khách sao. Nhà để đóng giật mà thằng kia nó ở nhà nó không làm được cái đấy. Có lẽ bảo nó chạy qua. Nó hả? Bảo nó chạy qua đây. Chủ yếu là sẽ đệ sang này là sau đó làm được nữa chứ cho nó sang này sau này không biết. Thì thầy chỉ cho. Anh thua để chủ yếu bị bệnh này. Chủ yếu là thang này sao biết bệnh như cần nếu. Nó đang chạy trên mạng. Đem lại gì nó đang đi mà nó đứng lại nó làm gì? Nó ở đằng này đi đứng lại làm gì là thôi hết đè luôn, tắt bộ từ đấy về. Xe này không cần chống trộm mà đúng không? Không có. Đấy, lại nó ngắn thì bình mới luôn rồi mà. Có thứ đầy đủ hết rồi mà không được. Cũng thử nghi ngờ sợ ấy. Thử bình luôn rồi. Chào anh Linh Huỳnh, lớp buổi tối hay lớp ban ngày anh Linh Huỳnh ơi? Thank you.
Mọi người kiên trì xem nhá. Chào hơn 100 anh em. Cái CKB bỏ riêng cho anh, cái dây bỏ riêng em. Dây bỏ riêng không? Bỏ riêng. Ừ, cái dây để đang để vừa đốt đấy. Có là đấy. Dây của em á. Dây ở ngoài trên này mới được, dưới này sao được. Cái này làm cái chắc ở trên đấy để hở. Bên này không để. Vâng, anh Linh Huỳnh ơi, lớp ban ngày thì hẹn. Lớp ban ngày thì hẹn anh ngày 20 tháng 7 anh nhá. Bởi vì các lớp kia đông quá rồi. Chào xe Huỳnh. Kiểm tra CKB bị lỗi thì mình làm chứ em trưởng thành. Gặp mấy ông nhiều tiền là mua hàng xịn gắn rồi. Nhớ bắt cho đúng nha anh Trang. Hả? Đi Hiệp Nguyễn ơi, qua đây, gà chín rồi, qua đây nhậu, qua đây. Để xoay nhá. Xe chưa xong mà khách người ta dám trả tiền trước này, các ông này, đấy. Khách phải khách phục vụ, phải phục vụ mấy khách này, chứ phục vụ thì mấy cái thằng tào lao á. Giờ xe đang bị bệnh, nhìn thấy này hết bệnh luôn anh em ạ. Anh em là ai mua cảo này để điếu này? Không thèm. Quảng cáo không có tiền đâu, đừng quảng cáo. Làm gì? Bảo kê à? Ghê vậy à? Chuẩn bị cái rắc để xóa lỗi đi anh em ơi. Ban này là tôi chưa dùng máy đọc lỗi nha mọi người. Anh đứng ra kiểm tra sơ đây coi. Lâu này đi. Rồi, anh gắn cái tai vô đi. Ủa, tiền lấy vợ mời. Hả? Ừ, lấy vợ nó không mời mình bay. Ok, đi em ạ, đỡ lại. Cũng thần đâu anh em ơi. Tổ chức ở quê mà. Tổ chức cả trên này luôn. Bút thần đi anh em ơi. Có đây. Bút thần, bút thần. Đây. Lấy cây bút thần thánh đây. Để yểm bùa nó cái coi. Bút thần lúc mồm có đầy đủ hết. Mọi người có biết xóa lỗi bằng bút thần không? Xe này là xe A-Black.
Thái Quang đang đánh cho anh Thành. Này, cái này là gì? Quan tâm hỏi nhau là chuyện bình thường đúng không? Anh ơi, tối có live không? Có, tối nay live, live dữ luôn. Bữa nào lên học lại thầy thì anh cứ lên đây. Anh học từ giờ đến già được. Đừng chuội nha. Về bỏ ra đi. Gắn mũi đi chứ. Nó gắn đèn sổ rồi. Ai học dốt thì học lại thôi nhá, học lại miễn phí nhá. Mà đừng có nói là học dốt, chúng ta học chưa giỏi được học lại miễn phí. Các anh em cứ khiêm tốn. Được rồi, được rồi, được rồi. Thế này thử luôn là phải làm đắp két nước chứ. Đúng rồi, khỏi két nước, cứ nắp két nước làm chi, lát táo là nữa sao. Gà gà trống, gà trống, vào Facebook coi đi. Okay. Trời ơi, tin được không? Vậy là em nó đã sống sau một hồi khám bệnh. Thì bác sĩ cho nó một liều thuốc cảm cúm. Ok rồi nha cả nhà. Bệnh của em nó là chết CKB, điện áp giá trị không đủ. Và đây là cái lý do mà anh em lưu ý này, anh em đừng chế mấy cái thiết bị giả lập CKB để kiểm tra bằng bóng đèn nha. Nó phát xung không chính xác được đâu ạ. Cho nên là nhiều khi anh em cứ mơ hồ cái chuyện mà kiểm tra CKB bằng bóng đèn, đó là sai đấy. Kiểm tra bằng bóng đèn là sáng đủ cả 4 giờ. Đó là sai cách đấy nha. Anh em nha. Rồi, vậy là xe của mình chúng ta đã hoạt động ngon lành. Rồi, bây giờ bệnh này anh em, theo anh em thì khách hàng thay đồ zin hay đồ lô đây? Rồi bây giờ điện cho khách đi, bảo báo hàng chính hãng hay là hàng ngoài. Hàng chính hãng thì cái này trong hãng một bộ mới của nó bao gồm cuộn điện và CKB. Với giá thành là 1.6 triệu. Thì chúng ta thay xong cho khách lấy công 200 là 1.8 triệu nha. Còn khách hàng nào mà tiết kiệm chi phí thì sử dụng hàng bên ngoài. Hàng bên ngoài thì hàng công ty thôi, nhưng mà không bảo hành được. Và cũng kèm theo là không biết là có bền hay không được đâu. Bởi vì đồ điện chúng ta không thể nào mà cam kết với khách hàng được đâu anh em nha. Rồi, mọi người, cả trăm người không ai chúc mừng anh em thợ nhà tôi trời. Buồn dã man. Bắt bệnh cho các anh này, sửa cho các anh này. Thế mà các anh chả hoa chúc mừng được cái gì. Like con nào, like mạnh con nào. Đấy. Tôi có bàn, tôi chia sẻ cho các ông mà các ông chẳng chia sẻ cho người khác. Like mạnh con nào. Tôi cần tim mà, thả tim đi. Ui, thả tim kìa, ui thích thế. Đấy, thả tim vậy con nào. Ừ, anh em phải thả tim này. Đó, thả tim này. Rồi, anh em xe này. Thì đo bóng đèn. Học được, học bài học này. Bài học này đúng ra của tôi là với bài học này là các anh là được học miễn phí đấy. Chứ bài học này anh em học viên của tôi đúng ra học bài này là 800 nghìn đấy. Nha. Bài học này một bài thôi là 800 nghìn đấy. Có hai anh chúc mừng anh em. Ừ, chúc mừng lên cái nào, chúc mừng lên, chúc mừng, chúc mừng lên, chúc mừng lên. Thay vì chúc mừng thì nhấn vào chữ chia sẻ cho mọi người biết. Cho mọi người biết là gì? Kiến thức chỉ cần áp dụng đúng là được, đặt đúng chỗ là được nhá. Chứ không cần phải quá cao siêu, đừng cao siêu quá. Tiến là Tiến không thích những cái cao siêu. Bình thường thôi, giản dị thôi nhá. 10 điểm. Ừ, 10 điểm. Rồi, thank you.
Đấy, mình thích nhất là cứ phải thả tim rồi đấy, tim cứ đỏ lừ, thích nhỉ. Rồi, anh báo giá cách đi. Quên, để số điện thoại ở nhà mất rồi. Ừ, thế đi điện cho vợ đi. Còn không thì cứ chạy này về đi rồi làm sao làm, rồi có gì báo em nhé. Bộ theo xe thì 800, hàng cũ nhưng mà theo xe. Để lấy số điện thoại ra rồi nói nó là xe. Nói nó là cái cuộn của mình chết rồi. Có là hàng theo xe là đấy anh em thấy không, à con này này trong cái tình trạng bệnh rất là độc này, đạp nổ đề không nổ rồi đề mất lửa, đề thì nó báo lỗi mà đạp thì có lửa, đạp thì không đạp máy nổ lên không báo lỗi đấy. Thế vậy thì nếu mà anh em mà theo nguyên lý á, mà anh em cứ thử mà không đo đạc á, mà anh em cứ ỉ thì là chúng ta bắt bệnh sai nhá. Ừ. Còn nhiều anh mà có điều kiện thì anh em là cứ báo lỗi năm 2 là mua kích về thay thôi. Nhưng mà tại sao có người được có người không? Được là bởi vì hên, còn có người không được là vì lý do là xui. Thôi, chào tất cả anh em. Kết thúc video, hẹn gặp lại anh em. Chào bác Tất Thành nhá. Video quay nửa tiếng đồng hồ và giờ bác mới vào. Thôi có vào là tốt rồi. Cục là nó có cả cuộn điện. Là dư thủ xin đấy. Bài học tiền, học phí mới biết được. Ừ. Còn 400 là cái này thôi. Cái tôi gì đấy, mẹ 800 sẽ hơn đâu phải không? Nhưng mà biết bao giờ thay cuộn. Rồi, cảm ơn mọi người, team em nhận đủ rồi. Em chào mọi người đây, đi ăn cơm thôi, đói bụng rồi nha. Tối nay hẹn gặp lại anh em trên kênh YouTube Tiến Bình Dương nha. Anh em có thể có các câu hỏi gì thì cứ vào YouTube Tiến Bình Dương nha.